Xin chào cả nhà. Hôm nay The Cloud sẽ giới thiệu và hướng dẫn cả nhà một makeup look mới lạ mang phong cách tropical để áp dụng cho kỳ nghỉ lễ sắp tới nhé. Đây là một phong cách trang điểm vừa sexy vừa tươi trẻ bằng cách thu hút sự chú ý vào đôi mắt. Để thực hiện kiểu makeup này, mình sẽ sử dụng bộ phấn mắt 8 màu Pony Effect Matte Master Palette. Palette này bao gồm 8 tone màu và hoàn toàn là chất lì, không hề có nhũ. Đối với cảm nhận của bản thân thì tone màu này khá là tiện dụng vì bao gồm các tone dễ sử dụng như là màu beige, màu đào, màu trắng ngà và nâu. Nhưng cũng có các màu độc đáo và đặc biệt như là xanh lá, tím thẫm. Khi mới nhìn, bạn có thể hơi lưỡng lự khi dùng các tone màu lạ này, nhưng mình sẽ demo cho các bạn thấy các tone này lên mắt đẹp như thế nào nhé. Bắt đầu với việc dùng màu đào nhạt Whisper làm base và thoa khắp bầu mắt. Dùng cọ Pony 202 nhấn highlight xương chân mày với màu ngà Blindfolded. Màu sắc chủ đạo của makeup sẽ là màu đào đậm có ánh nâu Spellbound. Màu này mình sử dụng cho phần mí mắt và một phần hai mí dưới. Nhấn đậm phần hốc mắt với màu nâu Uninvited và build up dần thành kiểu smoky ở phần outer V của đuôi mắt. Blend đều vào nhé. Sử dụng cọ Pony 206 Eyeliner để trùng màu xanh lá cây đậm Undisclosed để kẻ viền mắt thay cho eyeliner màu đen truyền thống. Màu Spellbound có thể dùng để đánh má hồng được cả nhà nhé. Ta-da, chúng ta đã hoàn thành. Bản mắt Pony dạng lì này theo mình nhận xét là một trong các palette có chất lượng cao và pigmented nhất mà mình từng dùng. Cũng tương tự như loại palette 4 màu, chất phấn của Pony là mịn màng, lên màu chuẩn và khá ít fall out so với các hãng khác. Màu đặc biệt nhất trong bảng màu cũng là màu mình thích nhất, chính là màu xanh lá cây đậm Undisclosed vì sự độc đáo nhưng vẫn dễ sử dụng. Bạn nghĩ gì về makeup look này và bản palette lì của Pony? Nếu bạn có hứng thú về các palette thì hãy theo dõi channel của The Cloud nhé. Nếu bạn thích video này, hãy like và share cho bạn bè mình cùng xem. Đừng quên bạn có thể gia nhập gia đình The Cloud bằng cách subscribe YouTube channel và like fanpage mỹ phẩm The Cloud. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt!